hôm nay em giới thiệu tới toàn thể các bác là một mẫu xe Kia Rio. Xe được đến từ thương hiệu của Hàn Quốc và cực kỳ là tiết kiệm xăng các bác nhá. Xe rất là ít xăng luôn. Bác nào mà đang quan tâm với cái mức tiền là hơn 100 triệu thì các bác mình có thể là tham khảo sang dòng xe này. Thì các bác thấy là đã được lên răng đúc loại rất là đẹp rồi. Và lốp của xe thì vẫn còn rất là dày nha, mình chủ shop mới thay xong. Đây các bác nhìn xem này. Kia Rio số sàn máy 1.4 sản xuất 2009 và đăng ký lần đầu năm 2010. 2010 mới lăn bánh các bác nhá. Đấy, số sàn máy 1.4 thôi. Cực kỳ là ít nhiên liệu luôn. Nội ngoại thất của xe thì cực kỳ là sáng và tươi tắn sạch sẽ các bác nhá. Có thu khen toàn được nằm ở vô giữa vô lăng đây. Và các bác thấy thì có một cái màn hình Android cỡ lớn này. Đấy, hệ thống điều hòa đây này, rồi có cả cam hành trình nữa các bác nhá. Xe nội ngoại thất rất là sáng sạch sẽ luôn. Máy số đại chất, cực kỳ ít xăng. Đi tầm khoảng là trên dưới 5 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Rất là ít xăng luôn. Xe với nước sơn là màu trắng, sedan 2 đầu. Đấy, hơn 100 triệu đồng thôi các bác nhá. Thường thường thì dòng xe này bên em vẫn bán tầm khoảng 160-170. Thế nhưng mà con xe này thì các bác cứ alo là bên em sẽ có một mức giá tốt nhất cho mình mua nhá. Đây là phần form dáng bên ngoài của chiếc xe Kia Rio mà em đang quay giới thiệu cho bác xem. Phía sau có cái lipo này đúng không ạ? Có đại biển 20 tên tư nhân chính chủ luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn xem, na răng rất đẹp. Nước sơn của xe rất là sáng bóng đúng không ạ? Rất sáng bóng luôn. Máy số cực ngon các bác nhá. Bên em kiểm tra máy và số của xe này rồi. Nội ngoại thất của xe thì đẹp rồi. Để các bác nhìn xem này. Để em quay cho các bác xem cái phần tắp đi cánh cửa của chiếc xe nhá. Đây, từ phần da đến đổ nhựa, các bác nhìn này, đẹp chưa? Xe rất là gọn nha các bác. Rất là gọn xe luôn. Tiền thì rẻ. Dòng này thì bền rồi, xe nhập khẩu mà lại là đến từ hãng của Kia đúng không ạ? Kia và Hyundai thì các bác mình không thể chê được đối với hai cái thương hiệu rồi nhá. Hai thương hiệu này nó rất là nổi tiếng. Và dòng này rất là bền. Đấy, màn hình Android cỡ lớn luôn các bác ạ. Âm thanh nghe rất là hay. Khóa khiển nó có một đôi các bác nhá. Có một đôi khóa khiển luôn. Đây là cổng điện ra 12V được nằm ở vị trí này. Đấy, chỗ này là một cái vị trí để cho mình đựng đồ. Đấy, ghế da màu đen vẫn còn rất là mới đây, chưa bị rách các bác nhá. Đấy, vô lăng của xe thì còn đẹp. Tiếm sẽ quay chi tiết cho các bác xem phần vô lăng sau. Chân sàn sáng đẹp, mục mọt không có tai nạn đâm đụng cũng không có các bác nhá. Đấy, chỉ quệt quạt bên ngoài thôi. Xe cam kết không lỗi tai nạn và ngập nước. Và bây giờ an ninh pháp lý nữa, giấy tờ rất là chuẩn cho mình yên tâm luôn. Và đây các bác nhìn xem, táp ni của nó đẹp chưa này. Đấy, rất ok luôn nha các bác. Đấy, đây nhá, những cái vị trí này cũng được dán gỗ rồi. Dán gỗ rồi thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và nhìn chiếc xe nó sáng hơn, sau đó thì mình bước đi bước lại nó không bị xước đúng không ạ? Chứ còn thì nếu mà không bọc như này đấy ạ thì khi mình bước ra bước vào nó hay bị xước các bác nhá. Đây các bác nhìn xem về độ chất của chiếc xe. Đấy, phía sau trang bị nó có một đôi loa. Nước sơn của xe thì rất là bóng mượt đây, các bác nhìn xem này, rất là mượt mà nhá, bóng bẩy sáng sủa mượt mà. Đèn trước đèn sau đẹp. Mua về là cứ thế dùng ngay thôi, đổ xăng là chạy. Các bác trong cái dịp tháng 7 này mình không mua nhá. Mình không mua thì mình có thể là mình cọc xong rồi đến đầu tháng 8 rồi mình lấy xe sau cũng được. Tháng này bên em cũng sẽ tạo điều kiện làm sao hết mức cho các bác mình, tạo điều kiện hợp lý nhất cho mình mua ấy các bác. Chỉ cần đặt cọc thôi. Và tháng này thì giá cả những chiếc xe bên em đưa ra là làm sao tính toán cũng phải hợp lý hơn so với cái tháng 6 các bác nhá. Đấy. Tại vì tháng này, tháng 7 này đấy ạ, thì em sẽ mua được với mức giá là nó cũng sẽ có nào mà giá nó rẻ rẻ, nó hợp lý thì em mới mua. Chứ còn những tháng khác đấy ạ, bán chạy quá, cho nên là thậm chí là giá cao một chút thì cũng mua. Thế nhưng mà đối với tháng 7 này ạ, thì cứ con nào mà giá hợp lý thì em mới mua nhá. Cho nên là các bác mình mua xe trong cái đợt dịp tháng 7 này đấy ạ, thì giá xe nó rất là êm luôn, giá xe nó rất là êm, cực kỳ êm các bác nhá. Đây là tổng nâng hạ kính và có thể chế độ là gương chỉnh điện được làm ở vị trí này. Đấy, những cái đồ nhựa phần đắp đi cánh cửa đây các bác nhìn xem là còn ok đúng không ạ. Đấy, các bác cùng đón xem chi tiết. Hơn 100 triệu đồng thôi rồi thì cũng là khá là cao đúng không ạ, form dáng đẹp, chạy chắc. Đấy, vô lăng đây, và đây đèn nhé, đèn được bật lên các bác này. Đấy, tắp lô đây, đồng hồ đây các bác nhá, vô lăng đẹp chưa.
có gối đầu có thứ đầy đủ rồi. Xe này thì nó sẽ không có nhiều những chức năng cho nên em chỉ quay về cái độ sáng của chiếc xe thôi, và em cũng sẽ tả cho các bác mình ở trên đây là chiếc xe này là như nào thôi các bác nhá. Đây các bác xem nhá, quay như này cũng tương đối rồi đúng không ạ, tương đối là chi tiết rồi. Đấy, đây là trần của chiếc xe. Dạ vâng. Hôm nay thì thật sự em cũng hơi bận một chút vì em quay video nó hơi ngắn, các bác cũng thông cảm nhá. Như vậy em quay cũng là chi tiết rồi đúng không ạ? Nếu còn nào mà là có nhiều chức năng đi, có nhiều thiết bị và là chiếc xe sang thì thường thường em hay quay nhiều hơn. Có thể đấy đó là con xe phân khúc hạng B thôi các bác nhá. Rất là ít chức năng cho nên em sẽ quay cho tất cả các bác một số những cái vị trí cần thiết thôi. Để các bác xem, lớp sơn của xe thì rất là mượt mà bóng bẩy này. Bốn kính điện lên xuống bình thường nhá, êm nhẹ. Xe tương đối là sạch đen. Mua về là cứ thế dùng thôi các bác nhá, không phải sửa đi đâu. Đi luôn thôi. Đấy, có xi nhan nằm ở trên gương nhá, một đôi gương có xi nhan luôn. Và đây là cái phần form sườn của chiếc xe này. Và các bác nhìn đây thì mình cũng có thể thấy là toàn thể cái phần dáng của chiếc xe được thiết kế ra như thế nào. Cặp đèn pha của xe nó rất là sáng đẹp đây các bác nhìn này. Rất sáng đẹp nhá. Đèn gầm của xe là cũng đã được thiết kế rồi, dạng đèn LED luôn. Đấy, lốp đây. Riêng lốp cả là răng, cả màn hình, cả cam nữa. Đấy, chiếc xe này lên đến cả này, lên trị giá là vài chục triệu đồng đấy ạ. Trị giá lên cả vài chục triệu đồng các bác nhá, đối với những cái đồ chơi như thế này. Và đây là phần đầu mà em đang quay rất là cần kỹ càng cho các bác xem đây. Đấy, ok nha các bác. Đấy. Rồi. Đăng kiểm của xe tháng 11 năm 22. Lốp nhá, lốp là răng đây nhá. Đấy, đăng kiểm tháng 11 năm 22 nha các bác. Đây. Đấy, xe thì sạch sẽ, gọn gàng rồi. Gầm đây các bác nhá. Gầm hoàn toàn sáng đẹp. Em mời các bác xem nút gầm rồi đến phần khoang máy nữa. Đấy, gầm đẹp chưa? Không mục ngoặt nhá. Các bác đang quan tâm đến chiếc xe này hoặc là bất cứ một chiếc xe nào đang được bán ở tại siêu thị ô tô Hải Dương, các bác có thể liên hệ trực tiếp cho bên em theo ba số điện thoại hotline là 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 8383 889. Lưu vào nào cần thì hãy liên hệ. Như vậy thì nó sẽ chủ động hơn đúng không ạ? Kết nối Zalo để được biết thêm chi tiết nhá. Và đây là phần củ máy của chiếc xe này. Đây các bác xem, củ máy đây. Đấy. Máy khô khan, sạch sẽ và lỗ rất là êm. Đấy. Máy số chất các bác nhá. Đấy, tổng thể chiếc xe em đã review xong rồi đấy ạ. Gần 10 phút đồng hồ. Và em cũng cho các bác mình một số những thông tin để các bác nắm được. Đây là bên em có ship xe toàn quốc, chuyển xe toàn quốc đấy ạ. Rồi có hỗ trợ giúp hồ sơ để cho các bác sang tên đổi biển. Và bên em có thể là làm sang tên cho các bác luôn được. Đấy. Nếu bác nào mà không muốn sang tên, mình muốn để nguyên biển. Đấy. Chỉ cần là làm công chứng thôi. Chỉ cần làm công chứng thôi là mình có thể là ok di chuyển bình thường thôi. Mọi thắc mắc, mọi vấn đề cần giải đáp mình cứ alo nhá. Rồi về giá cả của chiếc này nó là bao nhiêu, bớt cho các bác mình sâu đến mức là như thế nào thì các bác cứ gọi điện trực tiếp cho bên em nhá. Các bác có thể gọi điện trực tiếp. Rồi nếu bác nào mà mình ở gần, mình rảnh, mình có thể đến trực tiếp tại siêu thị ô tô Hải Dương, có địa chỉ 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương, đối diện với 225 Trường Chinh các bác nhá. Và đây là chợ ô tô Hải Dương, siêu thị ô tô Hải Dương đây ạ. Đấy, có hỗ trợ chở góp cho những xe mà đòi cao cao một chút, lãi thấp. Còn nếu mà đòi mà thấp thì lãi sẽ cao các bác nhá. Dạ vâng. Video này thì em đã quay xong rồi, xin được tạm dừng kết thúc video này tại đây. Em sẽ quay trở lại với các bác lần video lần tiếp theo các bác nhá. Cảm ơn ạ.